Rồi, xin chào tất cả anh em nữ shop phụ tùng Trần Đạt anh em nha. Hôm nay tiếp tục chương trình show off nha anh em. Mỗi ngày mỗi một video show off cho anh em nha. Thì nói gì thì nói anh em. Dù sao anh em thì ở nhà nó cũng buồn anh em ạ. Cho nên là có được những cuộc gọi từ anh em thì mình cũng cảm thấy rất là vui anh em ha. Đó, thì hôm nay nha anh em tiếp tục show off cho anh em nha. Cái này thì giá cực kỳ hot luôn. Cục đo tốc độ, cục đo contomet nha, của cái dòng thắng đĩa như là quay ZX, quay thái 110 và future 110 nha anh em nha. Rồi kèm theo là các dòng xe khác nữa, ví dụ như là quay đời cao đĩa nha, ví dụ như quay S rồi quay rồi full 2, full neo rồi nha, thì chúng ta đều có thể sử dụng cái này được. Thì cái này nha anh em nha, mình bán nha anh em bình thường cục một cục giá là 200 cho tới 250 nha anh em nha. Thì đợt trước mình có sell off 150 ngàn hết rất là nhanh nha anh em nha. Hết rất là nhanh luôn. Thì khoảng 20 cục chắc hết trong khoảng nửa tiếng là bạn bán không còn một cục nào rồi. Đấy thì hôm nay anh em nha, mình sell off còn mạnh tay hơn vậy nữa. Nay nha, ở đây có bao nhiêu đây? Có 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khoảng 52 cục nha anh em nha. Khoảng đấy. Đó. Khoảng 48 đến 52 cục. Thì giá bình thường là 200 đến 250 thì hôm nay mình sell off giảm 50% cho anh em luôn. Còn 100 ngàn một cục nha anh em nha. Thì tình trạng là đang sử dụng hoạt động bình thường, ngon lành cành đào luôn nha. Đấy, giá là 100 ngàn một cục nha anh em nha. Thì những anh em nào nhanh tay thì còn nha. Còn những anh em nào mà chậm tay thì anh em có thể đợi đợt sau nha. Đấy, thì giá là 100 ngàn một cục. Đo contomet zin theo xe nha anh em nha. Zin theo xe cực kỳ chuẩn luôn. Như anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình nha anh em nha. Đúng hàng zin theo xe nha. Cái này thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh em. Ví dụ như có những cục ấy, nói chung là bao anh em sử dụng luôn. Còn những anh em mà thích mới, trắng đẹp như mới luôn thì rất là đơn giản anh em. Anh em chỉ cần sơn lại là ok ha. Cái này thì nó chấp nhận sơn lại tại vì nó bằng kim loại nha anh em. Cho nên là chúng ta sơn lại thoải mái, không phải bằng nhựa nha. Đấy, thì giá là 100 ngàn một cục. Dành cho những anh em nào thật sự có nhu cầu nha anh em nha. Ví dụ như xe mình nó bị hư cái đo contomet rồi thì anh em có thể mua ha. Hoặc là cái đấy nó đã bị, nói chung là nó bị chai rồi, nó bị hư một trong các cái chi tiết ở phía bên trong, thì anh em cũng có thể anh em mua về thay thế nha. Giá 100 ngàn thì rẻ, mình cam kết rẻ hơn đồ lô luôn nha. Đồ lô anh em mua cái này mà cái dạng hàng loại 1 này kia thì nó cũng đắt á, không có rẻ vậy đâu. Đấy thì giá là 100 ngàn một cục cho những anh em nào nhanh tay nhanh chân nha anh em nha. Thì số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em nha. 100 ngàn một cục, anh em nào nhanh tay thì liên hệ mình nha. Số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.